rồi, Huy Cường Audio kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu dây tín hiệu và một mẫu dây ba lăng, nó là dòng Kimber. Thì dòng này rất là nổi tiếng rồi. Đấy, dòng này nó là dòng 24CT. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác có thể liên hệ cho em qua hai cái số điện thoại trên màn hình nha. Đấy, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi thì không để mất thời gian tất cả các bác nữa. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái dòng sản phẩm này luôn. Đây, trên tay em đang cầm đây, trên tay em đang cầm đây chính là một cặp dây tín hiệu Kimber 24CT. Đấy, đây, quay cho anh em xem. Đó, nhìn nữa, Kimber đó, hàng của USA này. Đấy, nhìn rõ nha. Đấy, Kimber của USA. Đấy, và tại sao người ta gọi là Kimber 24CT? Đấy, tức là một cái sợi dây như này. Đây, một cái sợi dây như này thì cấu tạo nó gồm 24 lõi nhỏ đan xen lại với nhau. Đấy, cấu tạo đan xen như này để cho cái độ chống nhiễu nó cực kỳ là tốt nha các bác. Đấy, và cái chiều dài của các cặp dây Kimber như này thì chiều dài của nó hiện tại như bên em đang đo được là dài 1,2m nha các bác. Đấy, dài 1,2m. Đấy, đa số thì người ta chỉ dài 1m thôi, còn dòng này thì nó lại dài 1,2m. Đấy, các bác nhìn này. Đó, Kimber USA, dây rất là đẹp nha các bác. Đấy, và cấu tạo của cái thằng đầu rắc này em thấy là cắm rút rất là êm nha bác. Đấy, riêng cái thằng đầu rắc này cấu tạo là cắm rút rất là êm, tại vì bên em đã cắm rút một số đầu đĩa CD rồi. Đấy, bên em đã test rồi. Đấy, cắm rút êm, nó không có bị chảy xước. Tại vì các bác có thể dùng những con đầu cao cấp, đầu CD cao cấp, con âm ly cao cấp. Đấy, cái rắc cắm của nó, đấy, nếu mà cắm chặt quá nó bị chảy xước hết ra nha các bác. Cái trường hợp đấy thì em gặp rất là nhiều rồi, và cũng rất là nhiều bác phản ánh cho em về cái đặc biệt đặc về cái nhiều dòng rắc nó cắm rút chặt quá. Đấy, khi các bác rút ra rút vào nó chảy xước hết cái phần chui nó ra, các bác nhìn. Đó, Kimber 24CT. Đấy, cặp dây rất là đẹp nha các bác. Đó, thì hôm nay bên em về được mỗi loại cũng về được khá nha. Dòng này bên em về cũng được khá đấy, chứ không có vẻ ít. Và giá một cặp dây như này, đấy, hôm nay về số lượng nhiều. Đấy, giá bán cho tất cả các bác cũng rất là tốt, chỉ có giá của nó là chỉ có 1.800.000 một cặp nha các bác. Đấy, 1.800.000 một cặp. Đó, rất là đẹp. Không có gì, rất là đẹp nha. Dây đan xen rất là chi tiết tỉ mỉ này các bác nhìn. Đó, đầu rắc của nó đây. Đấy, các bác nhìn đây. Bên đó người ta xài rồi này, nó hơi cũ một chút nha, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là người ta xài lâu mà chất giữ lại được cái chất lượng đầu rắc như này là rất là tốt rồi. Đó, đấy, thì giá em báo rồi, 1.800.000 một cặp dây AV. Đó, thì tiếp đến em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái cặp dây ba lăng như này. Đây, thì đây chính là cái cặp ba lăng của nó này. Đó, nó cũng là cái dòng đó thôi, nó cũng là cái dòng 24CT nha các bác. Các bác nhìn. Kimber. Đó, USA. Các bác nhìn được. Đó, dài của nó thì cũng chỉ dài 1,2m nha các bác. Cái này thì em nghĩ chắc là chỉ dài 1. Đây, hôm nay chỉ dài 1,1m thôi. Nó chỉ dài nhỉnh hơn 1m một chút nha các bác. Đấy, em mang lưu ý rồi em. Nhỉnh hơn 1m một chút thôi. Đấy, các bác này nhìn. Đó, Kimber USA. Đấy, thân dây của nó đây, cấu tạo không khác gì của thằng AV nha. Đấy, dòng này thì đặc biệt cái dòng này á, nếu mà bên em đã cảm nhận và đã tinh nghe rồi, đấy, cải thiện cũng khá là tốt cho cái giải trung giải trầm của các bác nha. Cải thiện khá là tốt đó, đó rất là hay. Đấy, tiếng nó không có bị ù đuôi. Đấy, tiếng nó rất là tách bạch, mềm mại. Đầu rắc của nó là đầu rắc mạ vàng công nghiệp, chân rắc của nó là mạ vàng công nghiệp 24K. Đấy, nhưng mà cái dòng này em nhớ em cũng để ý là cũng có thằng mạ carbon cũng có nha, tại vì em hôm qua em xem nó về hơn chục cặp thì em để ý rồi. Đấy, cái dòng mạ vàng cũng có mà mạ carbon cũng có, thì tất cả đều tốt như nhau cả nha các bác.
Đấy, các bác nhìn. Nếu mà để nói những bác làm mà chơi dây lâu năm thì các bác đều biết rồi. Đấy, những cái cặp dây của Kimber thì nó sản xuất và cái cấu tạo của nó thì rất là ok, rất là tốt. Đấy, tại vì hiện tại là bên em chỉ có còn được hôm nay em về được hơn chục cặp, thì sáng nay bác ấy cũng lấy mất 3-4 cặp rồi. Đấy, thì chiều nay em nhanh tranh thủ nè, em quay cái clip cho tất cả các bác luôn. Đấy, những bác nào có nhu cầu về những cặp dây tín hiệu và cặp dây ba lăng thì alo cho em. Đấy, thì cặp ba lăng này thì giá nó sẽ mắc hơn cái thằng tín hiệu. Đấy, thằng ba lăng giá của nó là 2.200.000 từ nhà quá, 2.200.000 một cặp dây ba lăng. À, quá nhỉ, hàng mới về trong buổi sáng nay thôi. Đấy, thì cũng có 2-3 bác thợ bác lấy rồi, nên là số lượng thì nhiều lắm, em nhớ là không nhận còn hơn chục cặp chứ không còn nhiều nha. Đấy, rồi thì chiều hôm nay em sáng nay em về được hàng thì chiều cũng tranh thủ quay lên cho tất cả các bác. Đấy, thì những bác nào có nhu cầu lựa chọn những cặp dây tầm trung và chất lượng nó rất là tốt như thế này thì các bác thể alo cho em qua 2 số điện thoại trên màn hình. Đó, thì em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Hàng này thì khá là hay. Đấy, rồi thì Huy Cường Audio kính chào tất cả các bác. Đấy, và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp nha.